Xin chào quý vị và các bạn, Khám phá lịch sử xin được chào đón quý vị đến với tập podcast hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một công trình đồ sổ, bộ sử ghi chép về cuộc đời Thiên hoàng Hirohito của Nhật Bản. Gần đây, cơ quan nội chính hoàng gia Nhật Bản đã hoàn thành bộ sử gồm 61 tập về cuộc đời Thiên hoàng Hirohito, vị vua trị vì từ năm 1900 1 đến năm 1989, công trình này đã thu hút sự quan tâm lớn tại Nhật Bản và được công bố cho một số độc giả hạn chế. Dự kiến bộ sử sẽ được xuất bản rộng rãi trong vòng 5 năm tới. Tuy quy mô đồ sổ và mất đến 25 năm để biên soạn, dựa trên khoảng 40 nguồn tư liệu mới, bộ sử lại chưa mang đến những phát hiện chấn động hay diễn giải đột phá về vai trò của Hirohito trong giai đoạn lịch sử đầy biến động của Nhật Bản. Một trong những nguồn tư liệu quan trọng là nhật ký của Đô đốc Saburo Hyakutake, người đứng đầu cung nội sảnh từ năm 1936 đến năm 1944. Cá nhân tôi nghĩ rằng bộ sử này phần nào phản ánh sự khó khăn của Nhật Bản trong việc nhìn nhận lại quá khứ. Nó giống như một cuốn nhật ký tỉ mỉ về cuộc sống hàng ngày tại triều đình, ghi lại những chi tiết như thiên hoàng ăn mừng Giáng sinh khi còn nhỏ, ca phẫu thuật mũi của ông hay những người ông thường xuyên gặp gỡ. Những thông tin này tuy thú vị nhưng chưa đủ để giải thích những sự kiện quan trọng trong thời kỳ trị vì của Hirohito. Bộ sử chưa làm rõ sự tham gia của Nhật Bản vào chiến tranh Thái Bình Dương, sự bại trận của đất nước, cuộc chiếm đóng của quân đồng minh hay mối quan hệ của Hirohito với tướng Douglas MacArthur. Thậm chí, việc Hirohito miễn cưỡng thăm đền Yasukuni, nơi thờ cúng các liệt sĩ, bao gồm cả tội phạm chiến tranh cũng không được giải thích rõ ràng. Quý vị nghĩ sao về điều này? Liệu có những bí mật nào chưa được hé lộ? Hirohito là một nhân vật đầy mâu thuẫn, là một vị vua trẻ tuổi, ông phải gánh vác hai vai trò đối lập, vừa là biểu tượng của đất nước, vừa là tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang đang xâm lược các nước láng giềng. Vào mùa thu năm 1941, khi nhật bản tranh luận về việc có nên gây chiến với hoa kỳ hay không hirohito đã phá vỡ nghi thức im lặng trong một hội nghị hoàng gia ông ngâm một bài thơ nói về tình anh em giữa các quốc gia và dường như muốn bày tỏ quan điểm phản đối chiến tranh tuy nhiên cuối cùng ông vẫn đồng ý với quyết định tổng động viên bên cạnh đó hirohito cũng do dự trong việc kết thúc chiến tranh Năm 1944, ông bày tỏ mong muốn kết thúc chiến tranh nhưng lại cho rằng Nhật Bản cần thêm một chiến thắng quân sự nữa để có lợi thế trong đàm phán. Sự do dự này đã khiến rất nhiều người thiệt mạng. Cuối cùng, Nhật Bản đã bại trận, phải giải giáp và Hirohito lại trở thành biểu tượng của hòa bình. Ông đã tránh được trách nhiệm cá nhân trong một cuộc chiến tranh được thực hiện dưới danh nghĩa của mình. Vậy chúng ta có thể thấy rằng, Bộ sử về Hirohito tuy đồ sộ nhưng chưa thực sự làm sáng tỏ vai trò của ông trong lịch sử. Điều này càng làm cho hình ảnh Hirohito trở nên bí ẩn và khó hiểu. Từ góc nhìn của tôi, việc nghiên cứu lịch sử không chỉ là ghi lại sự kiện mà còn phải phân tích và lý giải. Bộ sử này mới chỉ là bước đầu. Hy vọng trong tương lai sẽ có thêm những nghiên cứu sâu hơn về cuộc đời và vai trò của Thiên hoàng Hirohito quý vị có suy nghĩ gì về nhân vật hirohito hãy chia sẻ ý kiến của các bạn với chúng tôi cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi khám phá lịch sử xin chào và hẹn gặp lại